Xin chào tất cả mọi người, em sẽ đọc phần tiếp theo của câu chuyện Lâu rồi không gặp, chương 41 phần 2. Bùi Chi mím môi cười, đứng dậy đi ra biển. Lục Văn nhe răng chừng thân ảnh kia, ngay sau đó khóe miệng giật một cái. Anh đi thật à? Anh dối đấy à? Hắn thật sự rất không hiểu gay, cầm miếng mật ném tới cho anh một cái. Bùi Chi quay người bắt lấy giống như dỗ trẻ con. Anh trai nhận vỏ xỏ cho em nha. Trong Phạm Tâm 3 tuổi bắt đầu học vẽ, tác phẩm được giải thưởng là Đi biển. Người già, phụ nữ, thiếu niên, trẻ em, sau khi thủy chiều xuống, mọi người ra biển nhận những vật phẩm mà biển ban tặng. Lúc này cậu ngồi xổm dưới ánh bình minh dần nhạt đi, khơi xa sau lưng cậu chiếu lên, cậu chỉ còn một chấm nhỏ. Lấy mũ khói xuống đặt bên cạnh mặt, được làm mặt được cái gì đều bỏ vào trong mũ. Đào cát lên, đào cát, cậu đào ra một viên sỏi biển màu bạc hạt với độ bão hòa cực thấp, đang bị nước biển mài mòn thành hình bầu dục. Vật này không đáng giá nhưng lại ẩn chứa những thuần khiết và dịu dàng mà nhiều bảo thầy không có. Bùi Chi tìm tới cậu, kinh ngạc nói, em lượm được nhiều như vậy rồi à? Trong Phạm Tâm cầm một viên lên hướng về phía ánh sáng, còn phải lựa ra viên có hình dáng và màu sắc chưa đủ tốt, nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu. Bùi Chi hỏi, em chuẩn bị làm cái gì à? Trong Phạm Tâm nói, em muốn dùng sỏi biển thiết kế một món đồ trang sức tặng cho Cố Chuyết Ngôn làm quà sinh nhật. Cậu liếc mắt về người dưới cây cọ. Tháng 3 năm sau là sinh nhật anh ấy, em phải chuẩn bị thật cẩn thận. Làm đồ trang sức là một chuyện tốn rất nhiều thời gian, cậu đã suy nghĩ kỹ. Cố Chuyết Ngôn sang năm là sinh nhật 18 tuổi, cũng là sinh nhật đầu tiên cậu đón cùng đối phương. Cậu nhặt từng viên sỏi, sau đó tự mình thiết kế, chế tác, muốn tự tay làm một món quà cho Cố Chuyết Ngôn. Dưới cây cọ, Cố Chuyết Ngôn mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ, cầm giày của Trang Phẩm Tâm đi ra bờ biển. Anh lần theo một chuỗi dấu chân Trong Phạm Tâm để lại, đi tới phía sau, khom lưng gáy vào gáy Trang Hoàng. Trang Phạm Tâm, ai vậy? Trang Phạm Tâm quay đầu lại, anh dậy rồi hả? Bùi Chi nói, đang ngủ. Cố Chuyết Ngôn cũng ngồi xổm xuống, nhặt nhiều viên sỏi như vậy làm gì? Trang Phạm Tâm, cho anh niềm vui bất ngờ, gạt nhặt cho mẹ em mấy cái này, bỏ trong chậu hoa rất đẹp. Mũ đực đầy thóc, đầy nhóc. Cậu đứng lên, hai chân tê dại, ngã sập mông.
ngồi xuống trước đã, Cố Chuyết Ngôn nói. Nói xong dưới tay nắm lấy mắt cá chân của Trang Phàm Tâm, đôi chân kia dính đầy cát, bàn tay anh vớt nhẹ lòng bàn tay lòng bàn chân của Trang Phàm Tâm có lẽ là ngứa. Trang Phàm Tâm ôm đầu gối co chân lại mấy lần phủi hết cát đi. Cố Chuyết Ngôn vẫn còn cầm chân Trang Phàm Tâm, sao lại lạnh thế? Trang Phàm Tâm muốn hụt lại, nước biển buổi sáng lạnh quá. Cố Chuyết Ngôn nói, làm ấm cho em nhé. Anh nhẹ nhàng vén áo khoác lên nhét chân Trang Phàm Tâm vào trong bụng, hai chân lập tức ấm lên. Trang Phàm Tâm cọ vào cái bụng ấm áp khô ráo của Cố Chuyết Ngôn, thậm chí có thể miêu tả ra được cơ bụng của Cố Chuyết Ngôn. Cẳng chân cậu run lên, cúi thấp đầu xuống giống như bị nước lũ đầu hàng, bị tước vũ khí đầu hàng. Em xin kết thúc đoạn video tại đây.